thái tử, mời thái tử hãy trở về thành nội Sa Nặc. Ta muốn ở lại đây. Kìa, có một người đang nằm nơi bán lộ trông có vẻ đáng thương. Thưa thái tử, người đã chết. Người đã chết rồi đấy. Ta cũng sẽ chết theo người. Danh vọng, bạc tiền đều bỏ lên trần thế để trở về cát bụi. Đêm nay ta sợ lại đây, dù ngoài trời sương rơi giá lạnh. Ta muốn xót chịu nỗi khổ đau của muôn dân đang sống trong cảnh hầm yêu đói lạnh cơ. Sống trong mà điện ngọc cung vàng, ta tưởng muốn người ấy cũng an cư lạc nghiệp, nhưng ta đâu có ngờ sự thật quá xót xa. Từ cửa nam nghe tiếng trẻ khóc bông hoa, đến cửa bắc thì gặp một lão già đói lạnh. Và giờ đây ta gặp một người nằm nơi bán lộ, ta mới biết rằng người sắp lìa xa dương thế. Dạ cảm ơn quý vị, cảm ơn anh. Từ bi biết giúp nhau trong cảnh khổ nghèo, cùng chia sớt cho nhau bao cay đắng ngọt bùi. Cảm ơn anh. Trong khi lúa đầy kho thì để cho sông ngọt nó chia nhau đục khoét. Lê thứ bằng cùng thì thiếu áo đói cơm, văn võ quần thần thì niệm ấm chăn êm, kẻ cùng tinh thì chịu nhiều cố gắng. Một chuyến đi sao quá nhiều thảm trạng, ta chán chê đời cuộc sống ở hoàng cung. Bốn sao công chúa ơi, xa giúp cho đời, xa thân ta nguyện lìa cung kết, tầm ánh đảo vàng diệt khổ đau. Sở dĩ ta bỏ nó đi là sau một buổi chiều du ngoạn, ta thấy cảnh muôn dân chịu lầm than trong dòng tư khổ, mà giả từ bi bỗng bằng quăng tê tay lệ tuôn trào. Càng nhắc càng đau như xé rũ tan lòng, cảnh cung sống ta tìm nơi khổ hạnh, lê gót dặm đường tầm đảo tu thân. Cuộc sống đương thời như an phù du, cõi nhân thế chỉ là cõi tạm.
độ cho sanh linh thoát khỏi đường tam đồ. Cảm ơn toàn thể quý vị. Vàng diệt khổ đau, dẫu biết rằng hoa nở rồi tàn, trăng tròn lại khuyết bèo hợp rồi tan, ai tránh khỏi điều tử biệt, sanh ly nước mắt thế nhân là đại hải bao la. Một ba lắm rồi cũng già cũng chết, nếu muốn mà được thì đời đâu là bể khổ. Nếu hiệp không tan thì trần gian là nước nhược non mòn. Một con người có giác có tri lấy lẽ đạo làm khuôn vàng thước ngọc, hương thơm bát ngát bay dưới cội bồ đề, sáng rực ánh hào quang.